Nay ngày 5 tháng 10 này. Ở vườn than Phương Nguyễn có loại châu châu mít ghép trụ. Châu mít ghép trụ. Nhưng mà loại loại châu này là cái hoa của nó là hoa năm cánh trắng lưỡi tím. Đấy. Đây là toàn châu búi. Toàn châu búi rồi. Rất là nhiều nha các bác sưu tầm, tất cả nhà sưu tầm này, các kích cỡ to nhỏ. Đấy. Đây đi đây đây mít xếp rụt. Đấy. Bản lá cực to luôn. Màu hoa là hoa hồng. Hoa năm cánh trắng lưỡi hồng. Năm cánh trắng lưỡi hồng. Đây đã thuần vườn rồi này. Cây này là một mẹ hai con, phải nói cực kỳ đẹp luôn, lá bản lá dày cộp luôn đấy, đấy. Bản lá cực dày luôn. 2, 4, 6, 8, 9 cặp, một mẹ hai con, năm cánh trắng lưỡi hồng, thỉnh thoảng có cây lưỡi tím, thỉnh thoảng có búi lưỡi tím, đây là toàn búi. Một mẹ hai con toàn búi. Cái này cũng một mẹ một con. Cây con này 2 4 6 7 cặp. Đây búi. Lá rất dày đây, cả nhà thấy cây đã nhú nụ rồi nhá. Đây cây thuần vườn đã nhú nụ. Chưa được nhú hết nhưng mà có cây đã nhú rồi, có cây chưa. Đây, như cây này là chưa này. Cây này chưa nhú. Lá mít đẹp. Và rất nhiều cho các bác sưu tầm. Vườn Lan Phương Nguyễn, địa chỉ Na Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Vườn Lan nằm vị trí nằm ở cách thiên đường Bảo Sơn tầm khoảng 1,5 mét. Đấy. Cây mít đẹp. 2, 4, 6, 7, 8 cặp lá. Và có những cây búi trụ rất là to nha. Để đôn phải nói là tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Hai cây mẹ hai cây con. 2 4 6 8 9 10 cặp lá. Đây một búi này. Búi này thuần vườn hết. Đây cả nhà nhìn cái búi này mới đẹp. Búi này một mẹ mấy con thôi, 1, 2, 3, 4 5 con, một mẹ 5 con, cây mẹ 2, 4, 6, 8, 10 9 cặp rưỡi này. Đây là búi này ghép để đôn đấy, cây đang lớn bun bút, có cây nứt nụ rồi, có cây chưa. Đấy, cái cây này đây là những giò quế này cả nhà, quế đấy, quế Thanh Hóa, quế Hòa Bình. Các bác sưu tầm quế lá nhân này, đây ngọn này này, đấy cái giò này lá nhân này, đấy cái ngọn lá to lá nhân này. Đây quế là toàn nuôi cỡ khoảng trên 10 năm rồi. Đây này, một cây đẻ này. Đấy. Mũi này một cây đẻ. Đó. Bác có sưu tầm các loại nhạn này. Nhạn chậu cây đôi. Giá rất là phải chăng. Rồi.